Huệ giờ mới đánh răng nè mọi người.6 giờ sáng bé ba đã ăn sáng xong, quá giỏi. Huệ còn đang đánh răng. Này lét nè, lé đang ăn sáng đấy thôi. Không cần ăn sáng. Em ha, hết không khí đi xong. Dữ chưa? Chân ngu với những không khí mập. Hết không khí rồi. Đó, mới nói miệng không ăn sáng đó. Kệ kêu chị. Ủa? Lé rồi, không ăn sáng mà sao cầm tới đồ ăn vậy? Bánh mì nữa. Mà sao cầm tới hai cái lận? Bánh mì là không phần của em. À vậy hả? Ủa nó không ăn sáng mà sao có khẩu phần? Không ăn á, tội nghiệp ghê chưa? Vừa đi vừa ăn luôn. Trời giờ mới quay nó vô rồi. Cái con quỷ. Thấy nó quay cái đi vô. Ừ. Đâu. Này mọi người, chúng ta đang quay lén bé ba với lại những người từ xa nè. Em này ông kiểu như là sáng sớm cái thấy nhà sớm gây lộn cái mọi người ra đứng ngoài cổng chưa chuyện. Đúng rồi đó. Giờ khung cảnh buổi sáng chúng ta sẽ đi kiểm tra xem là các thành viên đã dậy hay chưa. Ai trước mắt? Ai đây? Trời ơi, anh Tâm. Xin chào mọi người. Tâm ăn sáng đi anh Tâm. Dạ. Hả? Dạ nè. Ở ngoài có bánh mì với sao? Hồng 15. Hồng 15 của ai? Hello, hồng này của ai vậy? Dạ. À, anh đang make up hả? Dạ. Chị vô được không? Dạ, ok. Ở trên rất điện thoại. À mọi người, đây là phòng của make up mọi người ăn sáng rồi nè. Ai đây? Chị Nhung. Ôi, Nhung ăn gì chưa? Chưa. Ủa gì ăn không có vô. Mấy giờ ngủ? Trời ơi, tối nữa nửa đêm luôn á. Ủa em cũng ngủ 1 giờ em mới ngủ đó. 1 giờ là sớm quá đây kìa. 1 giờ. Ờ, mấy má nó làm tùm hết trơn. 1 giờ mới ngủ. Cái cây nghỉ ra đây nữa là. Vừa mới mất ra cái Đạt nhắn tin mà dậy mọi người ơi. Thôi nữa mọi người, chúng ta sẽ đi qua từng phòng. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp coi các thành viên này còn ai. Qua đây phòng 16. Sáu có ai không? À có quả. Nữa Lumi hả? Lumi đang làm tóc. Mọi người ăn sáng chưa? À chưa ăn sáng. Hello. Này thành viên hay quả. Chị đọc bài cơm. Nga mà qua mấy giờ em ngủ? Hả? Qua mấy giờ ngủ? Có đi không? Có đi chơi với team kia không? Đi chơi team đầu vậy? Team xe quạt đó. Không, không có. Không hả? Ừ. Ngủ, mình ngoan ngoãn ngủ sớm không? Em đi ngủ để mà có sức lực chiến đấu cho cả một ngày hôm nay. Hôm qua bà lộ bà kêu bà định mua tôm tích. Bà hỏi mọi người có đói bụng không, là định mua đó rồi xong rồi cái không ai nói gì hết, cái không mua luôn. Trời ơi, định mua, bà ấy không định hết trơn á. Bà mua đi là có người ăn à. Bà kêu bà không ai nói gì hết, trình đã tốn. Thì nghe hay tức không? Đồ, à, đổ đi em đi ra, bị gói cái ghẹ luôn. Uống gì vậy? Cà phê sữa. Ấy, ngon à. Vậy? Mời mọi người. Ờ, chú này cái chú Vĩnh à. Đời mẹ có gì uống đó chứ về khát nước quá. Uống nước suối. Không uống suối. Phòng 17. Phòng 17 của ai ta? Sao phòng này nó bánh cửa hết trơn rồi. Trời ơi, ai đây? Phòng 18. Có ai không? Ai giặt đồ? 18 đồ bơi, cất quá trời nè.
mình sẽ đi coi. Phòng của ai vậy? Ai đang còn ngủ đây? Ai vậy? Trời ơi, gì? Mọi người ơi, chúng ta đã bắt gặp một con sâu ngủ chưa có dậy. Dậy Diễm ơi. Chị Ngọc. Bữa nay hả? Ăn sáng chưa? Em lấy đồ chưa? Lấy đồ ăn chưa? Chưa. Phòng mình lấy chưa? Ôi, em không muốn dậy. Dậy đi. Bà lộ mới ăn sáng rồi kìa. Trời ơi, bà ơi. Tưởng Bảo Ngọc ém giọng không. Trời nè, hôm qua bà lộ bà hỏi mọi người ăn gì không, bà kêu bà định mua tôm tích mà không ai nói ăn gì hết, nên bà không mua tôm tích đó. Ý hả? Trời, ai biết thì đó. Sao hỏi là bà hỏi là đói không thì người ta cứ gửi là mua cái đấy. Chỉ là phòng của ăn sáng chưa. Phòng của ai vậy? Ai ở với ai? Trời, thay đồ đi. Bye bye, lát đi anh ra. Chưa đó. Quý nó còn xe ke. Cái gì mà phải dắt tay đi vậy? Bé ba ơi, đi về. Đi về đi. Bé ba ơi. Nó còn xe ke rồi. Chị ơi, tự nhiên sáng sớm qua phòng ta cái đập đầu người ta. Chị em bánh bao ngủ nè. Sao mà chị mới ngủ? Không ngủ được. Hôm qua quẹ có đi chơi không? Đi đâu? Đi chơi với phòng 19 á, có đi không? Không. Ngoan vậy hả? Hôm qua em nằm ở nhà ngủ mà. Quá trời ngoan đi. Tụi tao phải cháu chạy dơ chơi vui. Ủa đem đồ nè. Đi hái rau. Ê, hôm qua có đi hái đồ không? Chị thì thấy em đi với Bảo Ngọc á, nó nhớ. Ra ở ngoài quá trời đâu. Không, ý là hái có hái đồ đủ không? Có. Hái đồ ở dưới này hả? Rồi ăn á hả? Mà nó hơi sống rồi. Nó chua chín lắm. Nhưng mà ăn cũng được, giòn giòn. Thường thường quá, thường thường. Cái đó về làm lỗi được á. Ừ. Lỗi đu đu đó. Đu đu. Rồi make up đi. Thì mà tại em vẫn chưa có cái gì thay đổi, make up thay đồ gì hết trơn vậy. Em nhanh lắm, em gọn dữ lắm. Thầy Kim Trọng đã tới rồi mọi người. Có quà bao gì. Bây giờ mình đi lại về phòng đây mọi người ơi. Phòng của mình là có ẩn. Thôi mình coi thôi em. Mình coi mọi người thôi. Ủa vậy hả? Cắt cái đuôi thôi trời, làm gì vậy? Ủa chị tưởng em ở lại chơi chứ. Em chơi được nhiều thôi đó, em chơi được tối qua thôi đó. Quá buồn. Chị vậy trời, tiết kiệm người ta dữ vậy? Đó. Có, dưới này có cá bự lắm á. Em lấy mấy người bự vô. Mày chắc em quăng xuống ổ người chứ. Làm nghĩ anh. Đó mọi người thấy không, phòng mà hai bể hai bên ở giữa là có một dòng nước nè, nó cá rất là nhiều nha, cá lớn luôn hồi sáng vậy. Đó, Alex đang cho cá ăn nè. Lát nó ơi, nó ở dưới kia kìa, nước đậm ở dưới kia kìa lát. Lát nó lại á. Đây mọi người, mình ở phòng số 2 nha.